Không phải, bà là bà ngoại mình. 不是,她是我外婆。 不是,她是我外婆。 Hãy hỏi lại, lực 3, đây là bà nội em à? Lý Bố, đây là bà nội em à? Lý Bố, đây là bà nội em à? Không phải, bà là bà ngoại em. 不是,她是我外婆。 不是,她是我外婆。 Bây giờ hãy thay cô giáo Trần nói, bà ngoại, xin chào. Hãy dùng từ nín để thể hiện sự tôn trọng. 外婆,您好。 外婆,您好。 Hãy thử nói, bà nội, chào bà. 奶奶,您好。 奶奶,您好。 Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của bài. Tinh Lý Bố de ge ge shi wai yu lao shi ma? Trong đó, Tinh Lý Bố de ge ge là anh trai của Đinh Lực Ba. Tinh Lý Bố de ge ge shi wai yu lao shi ma? Shi, ta shi wai yu lao shi. 是,他是外语老师。 丁立波的哥哥是医生吗? 丁立波的哥哥是医生吗? 不是,他是外语老师,不是医生。不是,他是外语老师,不是医生。 丁立波的朋友呢? 他也是老师吗? 丁立波的朋友呢? 他也是老师吗? 不是,他不是老师,他是医生。不是,他不是老师,他是医生。